ra đến bụi, đứng lên thì càng bụi. Đi ra đến bụi con, đang ốm. Đi vào con. Quay xe nó. Sao? Hôm nay nó cứ đứng đây rồi nó quay. Thế yeah. Tưới nước thì ít một mà chảy hết. Lần đầu mình tưới nó đậm. Nhưng nó chảy hết đấy. Mình tưới nhỏ ấy, cho nó ngấm ra. Ẩm ẩm. Thảo định vít lấy 40 đồn, 45 vít để chống chống tạng rồi.
đã hoàn thành đặt xong cái cây này rồi. Đây chắc có cái dây kém này. Đâu? Anh em vừa trồng đã thành công rồi. Đấy, vừa đặt đây này. Ngon lành rồi. Để chờ kết quả. Đó, 3 tuần nữa sẽ bắn lộc ra, rễ ra nó phát triển. Đấy, đất trồng thì bằng xỉ than, đất thịt và cái vỏ đậu, đậu phộng. Mời cả nhà xem. Cả nhà nhìn. Đấy. Từ một cây bưởi dọn dẹp ở vườn, giờ chuyển thành một cái cây bưởi thế để chơi. Xin chào cả nhà nhé, hẹn gặp lại các bạn nhé.